Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vì Phật trị tất cả các bệnh khổ của thân và tâm, kể cả bệnh vô minh. Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, là cõi Tịnh Độ. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ Tát đạo phát 12 nguyện giải trừ tất thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát, nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly trang nghiêm như thế giới Cực Lạc. Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ ấn thí nguyện. Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà. Trong đó, Phật Dược Sư đứng bên trái, còn Phật A Di Đà đứng bên tay mặt của Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bảng chữ Hán và chữ Tây Tạng. Người ta đọc thấy 12 lời đại nguyện của Ngài thề cứu độ chúng sanh với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị hộ pháp cùng thiên vương. Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rất rộng rãi. Về ý nghĩa của Phật hiệu, Dược Sư nghĩa là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu Ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu Ly Quang là ánh sáng ngọc Lưu Ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc chữa bệnh, ánh sáng như ngọc Lưu Ly. Đức Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian. Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sanh, những điên đảo vọng tưởng do tham sân si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn. Ánh quang minh chói lọi khắp nơi. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tâm tối vô minh của chúng sanh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sanh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ giải thoát. Về công năng của việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, có thể nói là không thể nghĩ bàn. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, đại dùng của danh hiệu Phật Dược Sư điển hình có 5 vấn đề sau: diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí, nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam ích kỷ, chỉ lo tích góp cho riêng mình, đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí. Diệt sự phạm tội mà giữ sự giữ giới, đối với những tội lỗi lầm lỡ đã gây tạo, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa, đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo chính pháp. Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát, do nghiệp lực ganh ghét đố kỵ người khác nên chịu hậu quả hèn báo, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát. Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau, những ý niệm oán kết thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau, nhờ niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà được hóa giải, không những không còn làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu Ngài sẽ được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện sở cầu. Trên đây là sự tích đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.